Kính thưa quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và sáng nay thì chúng ta đã bước vào tuần sau cùng của tháng 12 âm lịch. Và điều này có nghĩa là Tết Nguyên Đán đã cận kề. Chương trình 60 giây sáng nay sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin cập nhật đáng nghe và đáng xem vào thời điểm rộn ràng cận Tết. Trước hết là những nội dung chính sau đây. Các Sài Gòn nhộn nhịp khách về quê đón Tết. Đường ngoài hình bản đồ Việt Nam thu hút khách tham quan ở Kiên Giang. Tính đương đại trong lễ hội ánh sáng ở Copenhagen. Và đêm qua, Atalanta và Napoli đều giành được 3 điểm. Những ngày qua, ga Sài Gòn luôn tấp nập nhộn nhịp khi hàng ngàn người dân bắt đầu đến ga để về quê đón Tết Nguyên Đán 2024. Trong đợt cao điểm từ ngày 2 tháng 2 đến 7 tháng 2, nhằm ngày 23 đến 28 tháng Chạp, ga Sài Gòn dự kiến sẽ phục vụ hơn 9.000 hành khách với trung bình 17 chuyến tàu xuất phát hàng ngày. Trưa ngày 4 tháng 2, tức 25 tháng Chạp, rất đông hành khách với lĩnh kỉnh hành lý đã tấp nập đổ về ga Sài Gòn để chuẩn bị các thủ tục lên tàu. Khu vực bên trong sảnh chờ và các hàng quán bên ngoài ga đều chật kín người. Năm nay thì tôi sẽ về Quảng Ngãi, và khi tới ga thì thấy là mọi người về quê rất là đông, không khí rất là náo nức luôn. Là mình cũng rất là muốn là nhanh chóng về tới nhà. Đông nhưng mà vui chứ không có chen lấn gì cho lắm. Để phục vụ tối đa nhu cầu việc đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán 2024 được thuận lợi, ngành đường sắt đã thực hiện 4 lần bổ sung vé, bao gồm cả tăng đoàn tàu và nối thêm toa, với số vé tăng thêm đến nay là hơn 16.000 vé. Chúng tôi cũng đã tăng cường thêm các lực lượng bảo vệ để là tuần tra canh gác, đồng thời phối hợp với các lực lượng công an địa phương. Công an ở đây là công an ga, là công an phường 9, họ cũng sẽ là phối hợp giúp đỡ ga trong việc chống các tai nạn. Nhà ga cũng khuyến cáo hành khách có mặt ở ga trước giờ tàu chạy tối thiểu 30 phút, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tùy thân để thuận lợi lên tàu, tránh trường hợp lỡ tàu đáng tiếc. Những ngày cận Tết, các tiểu thương bán hoa Tết phải thức trắng đêm để đề phòng mất mát. Nhiều người nghỉ tạm ở những chiếc võng hay lều bạc dựng tạm, phải cố gắng thôi. Đó chắc là điều mà bất kỳ tiểu thương bán hoa mùa Tết năm nào cũng tự dằn lòng, vì những chậu hoa này chỉ có thể bán đến 30 Tết. Đây là cảnh tượng dễ dàng bắt gặp ở các điểm bán hoa Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày sát Tết. Vì được bán trên các đường lớn nên nhiều tiểu thương chọn cách thay phiên nhau thức để canh hoa đề phòng mất mát. Điều không tránh khỏi rồi thì cũng chỉ có tranh thủ mấy ngày Tết thì mình cũng chia ra để là anh em coi rồi nghỉ ngơi, người coi người nghỉ ngơi, chia theo ca ra. Khi mà ngủ thì vẫn răng mùng về ở phía bên trong. Thế ngủ lại để mình canh hoa chứ. Thì mình ở lại thì có người dân người ta đi làm về khuya, người ta cũng ghé về người ta coi. Càng giờ đêm, khi khách tham quan mua sắm thưa dần thì cũng là lúc những tấm bạc, lều trại được sử dụng. Tối ngủ lạnh nè, mũi cắn nữa, nhưng mà Tết mà phải cố gắng thôi anh. Mình nằm ở ngoài trời nhưng mà mình có che cái mái che lên trên thôi. Về ban đêm thì khá là lạnh. Vì mình canh đồ, canh bông các thứ để tránh mất mát. Hàng hóa của mình để đây mà không may mất mát cái là chịu thiệt là mình thôi. Nên là cứ an toàn là trên hết. Ngày 4 tháng 2, khá đông người lao động, học sinh từ các tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu đang học tập làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Bình Dương đã về quê đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Khi đi qua tỉnh Sóc Trăng, nhiều người dân đã được lực lượng công an nhiều địa phương hỗ trợ xăng xe, nước uống miễn phí. Theo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Nga Năm, hàng năm từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 âm lịch, hàng ngàn lượt người lao động các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu đi qua tuyến đường Quảng Lộ Phùng Hiệp Cà Mau, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng để về quê. Cùng với công tác phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, công an thị xã Ngã Năm đã vận động trên hàng trăm lít xăng, hơn 10.000 chai nước uống và hỗ trợ sửa xe miễn phí cho người dân yên tâm về quê đón Tết. Chỉ tính trong ngày 4 tháng 2, lực lượng công an thị xã Ngã Năm đã phát khoảng 2.000 chai nước, gần 1.000 khăn lau mặt, trên 100 lít xăng, sửa chữa gần 10 xe bị hư hỏng. Người dân về quê phấn khởi trước sự hỗ trợ của lực lượng công an ở địa phương. Vé tàu xe dịp Tết vẫn là nỗi trăn trở của nhiều cô cậu sinh viên. Để chia sẻ một phần khó khăn, những vất vả lo toan thì những chuyến xe yêu thương do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đại học Huế hỗ trợ các bạn học sinh sinh viên nghèo về quê ăn Tết. Đến trụ sở Đại học Huế đúng 5 giờ 30 phút, trời còn tờ mờ, sinh viên Trần Hương Giang đã thấy mọi người có mặt đông đủ. Đấy là lần đầu tiên mà em nhận được vé xe kiểu như này.
Em rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn Đại học Huế vì đã tổ chức chuyến xe cho sinh viên. Em và các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì những cái chuyến xe về Tết hay là chuyến tàu về nhà thì khá là giá vé khá là đắt đỏ. Khi mà tụi em có thể tiết kiệm được chi phí về nhà để mà đón xuân cùng gia đình. Việc làm rất là ý nghĩa. Trước mắt là kịp thời để đưa các em về đón một cái Tết đoàn viên cùng với gia đình. Đường về nhà của cô sinh viên năm thứ 3 ở Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình gần thêm một chút. Chuyến xe yêu thương cùng đồng hành với sinh viên nghèo là chương trình có ý nghĩa, nhân văn, được tổ chức với mong muốn tiếp thêm động lực cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vươn lên trong học tập. Tại khu đô thị Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, con đường Mai có dán hình bản đồ Việt Nam đang thu hút khá đông du khách đến đây. Với chủ đề Tinh hoa Tết Việt, con đường Mai này tái hiện không khí Tết xưa khiến du khách vô cùng thích thú. Con đường Mai hình bản đồ Việt Nam có diện tích rộng 2.800m² và có chiều dài gần 155m, được trang trí các tiểu cảnh tái hiện không khí ngày Tết ở ba miền Việt Nam, gồm khu ông đồ, khu gian nhà tranh bán các loại bánh dân gian, cuộn rơm, nón lá, lồng đèn, xen kẽ với nhiều không gian ẩm thực độc đáo, mang đậm nét văn hóa đời sống người dân Việt. Đối với cái con đường hoa này năm nay thì sẽ thấy là sung túc hơn. Sau một cái trận đại dịch thì mọi người sẽ trở lại với một cái sắc diện mới, cuộc sống mới. Phong cảnh này rất là đẹp, rất nhiều tiểu cảnh đẹp và đặc biệt là sẽ có hình chữ S biểu trưng cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Phong cảnh ở đây thì gợi lên cho em là phong tục tập quán của Tết của người Việt Nam mình. Con đường Mai hình bản đồ Việt Nam được tập đoàn tư vấn CIC Group thiết kế và lên ý tưởng với kinh phí đầu tư khoảng 3 tỷ đồng. Đặc biệt, đơn vị mong muốn giới thiệu nét đẹp bản sắc dân tộc Việt Nam và khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc đến với du khách xa gần. Ở phần an ninh trật tự an toàn giao thông, về quê ăn Tết, người đi xe máy cẩn thận với nạn trải đình. Và xe dừng nằm tông người qua đường ở Bù Đốp tối qua. Phần an ninh trật tự an toàn giao thông, tối 4 tháng 2, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Xe khách tông người đi bộ khiến người này bị thương nặng, hàng chục hành khách bị một phen hoảng loạn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối cùng ngày, xe khách giường nằm chưa rõ người điều khiển chở theo hàng chục hành khách lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Đến thôn 3 xã Nghĩa Trung, bất ngờ tông vào người đàn ông khoảng 45 tuổi ngụ xã Nghĩa Trung đang đi bộ từ phía bên trái xe khách băng qua đường. Tai nạn làm người đàn ông văng lên cao và rơi xuống đất bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó. Hàng chục hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn la hét sợ hãi. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc. Trong những ngày gần Tết Nguyên đán, đinh tặc lại lộng hành trên tuyến quốc lộ 1A nhằm giúp người dân lưu thông qua an toàn. Đội cảnh sát giao thông Bình Triệu đã phối hợp với đoàn viên thanh niên đã cùng tổ chức hút đinh. Điều đáng nói là số lượng lớn đinh các loại thu được khiến nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Tối 4 tháng 2, tổ công tác điều khiển hai xe chuyên dụng hút đinh trên quốc lộ 1A đoạn qua quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 30 phút chạy dọc tuyến đường hút đinh với đa dạng hình thù, tổ công tác xử lý được lên đến hơn 50 đinh. Hàng tuần, đội hình đều ra quân hút đinh trên tuyến đường quốc lộ 1 vào sáng sớm thứ Bảy hoặc Chủ nhật vì lượng xe cuối tuần tăng. Đặc biệt trong những ngày giáp Tết, nhóm tăng cường tần suất lên 3 đến 4 buổi ra quân hút đinh trong tuần. Chiêu trò rải đinh khiến phương tiện lưu thông bị thủng lốp, người điều khiển phương tiện bị lấy giá cao khi phải giá thay lốp xe. Nhiều trường hợp vì thủng lốp bất ngờ đã xảy ra tai nạn giao thông. Để tránh gặp phải những tình huống đáng tiếc, người tham gia giao thông nên chuẩn bị sẵn các dụng cụ sửa chữa để xử lý trong trường hợp cần thiết. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh hôm qua đã triệt phá điểm đá gà di động hoạt động ở những vườn cao su ít người qua lại thuộc huyện Dương Minh Châu, thành phố Tây Ninh. Hàng chục đối tượng đã bị bắt quả tang và mời làm việc. Qua điều tra, tổ công tác đã đột kích vườn cao su thuộc ấp Ninh Hòa, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, bắt quả tang và mời làm việc 35 đối tượng. Trong đó, đối tượng Lê Hoàng Anh, sinh năm 1991, đứng ra tổ chức cho hàng chục người dân trên địa bàn tham gia các cược đá gà thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ gần 130 triệu đồng, 43 xe máy, 1 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 11 con gà,
và nhiều vật dụng liên quan đến đá gà ăn tiền. Hàng ngày, điểm đá gà có từ khoảng 60 người đến tham gia đánh bạc với số tiền cá cược mỗi trận gà từ 10 triệu trở lên. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Tấn Bảo, 27 tuổi, ngụ Trà Vinh, vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8 năm 2023, bà Nguyễn Thị Kim Quyên, 55 tuổi, có vay số tiền 100 triệu đồng của Dương Tấn Bảo qua hình thức vay nóng, mỗi ngày đóng lại 2 triệu đồng đến khi trả được số tiền gốc. Khi nhận tiền, bà Quyên chỉ nhận được 80 triệu đồng do đã thống nhất đưa trước 10 ngày tiền lãi cho Bảo là 20 triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, tính từ ngày 21 tháng 8 năm 2023 đến ngày 6 tháng 11 năm 2023, bà Quyên đã đóng lãi cho Bảo số tiền 138 triệu đồng, nhưng vẫn còn nợ 10 triệu 500 ngàn đồng tiền lãi và 100 triệu đồng tiền gốc. Quá trình xác minh cho thấy, hành vi cho vay tiền tính lãi của Dương Tấn Bảo đối với bà Nguyễn Thị Kim Quyên là cho vay tiền lãi nặng với mức lãi suất từ 548% một năm đến 730% một năm, vượt lãi suất theo quy định trong giao dịch dân sự từ 27,4 lần đến 36,5 lần. Số tiền thu lợi bất chính trên 112 triệu đồng với khoản vay tiền trên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Ngày 4 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mai Văn Phương, sinh năm 1983, ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 30 tháng 1, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an thị xã Bình Minh đã bắt giữ hai đối tượng từ thành phố Cần Thơ qua địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long mua ma túy với mục đích sử dụng. Qua điều tra xác minh, lực lượng công an xác định Phương là đối tượng sử dụng hai căn nhà ở khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh để làm nơi bán ma túy cho các con nghiện nên tiến hành bắt giữ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương, lực lượng thu giữ nhiều bịch ni lông, ống nhựa hàn kín chứa chất ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Test nhanh Phương, kết quả dương tính với chất ma túy. Bước đầu làm việc, Phương thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ở phần thế giới cập nhật, mái vòng băng ấn tượng ở lễ hội Carnival tại Quebec. Và mang múa lân dưới nước ở Malaysia. Chỉ có một tuần nữa thì lễ hội hóa trang lớn bậc nhất thế giới sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro. Để chuẩn bị tinh thần tốt cho lễ hội thì người dân Brazil đã tê tựu về quảng trường Samba Drum để thực hiện nghi thức thanh tẩy nhằm rũ bỏ những vận xui và thu hút điều may mắn. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương lẫn du khách. Nghi thức diễn ra với các nhóm biểu diễn đường phố trong trang phục trắng, thực hiện các điệu múa truyền thống. Những người tham dự sẽ được tắm bằng nước thơm từ thảo mộc và hoa để rửa trôi những điều xui xẻo. Mỗi dịp lễ hội, chúng tôi đều mong muốn sẽ gắn kết được cộng đồng của thành phố chặt chẽ hơn, hướng đến một xã hội chỉ có ngập tình yêu thương. Năm nay là kỷ niệm 40 năm thành lập quảng trường Samba Drum, và lễ hội Carnival sắp tới cũng đặc biệt, vì nơi này đã chính thức trở thành biểu tượng cho văn hóa Samba của Brazil. Sau nghi lễ thanh tẩy, nhiều vũ công chiêu đãi du khách những điều nhảy Samba khởi động cho mùa lễ hội sắp đến. Lễ hội hóa trang ở Rio de Janeiro từ lâu đã trở thành một sự kiện thường niên quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân Brazil. Sự kiện gồm nhiều bữa tiệc đường phố và các cuộc thi nơi những trường Samba địa phương sẽ tranh tài. Lễ hội sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 2. Nhóm chuyên gia xây dựng từ thị trấn Grand Falls của Canada đã xây dựng mái vòm băng được cho là lớn nhất thế giới tại lễ hội Carnival mùa đông Quebec. Kiến trúc sư đằng sau dự án này là Eric Olette. Ông chia sẻ các chi tiết về dự án tạo ra mái vòm băng lần này. Chúng tôi đã sản xuất 2.600 khối băng đủ để chế tạo nó và sử dụng hết khoảng 2.200 khối. Ông Olette đã nhận lời tham gia lễ hội Carnival mùa đông Quebec năm ngoái và các nhà tổ chức ấn tượng với kỹ năng của ông. Sau đó, họ đã quyết định để ông xây dựng mái vòm băng cho dịp kỷ niệm 70 năm của lễ hội năm nay. Chúng tôi tới đây ngày 14 tháng 1, bắt đầu làm từ thứ Hai, ngày 15, và chúng tôi đã hoàn thành công trình vào ngày 24, mất 9 ngày. Ngoài những công trình dòm băng,
Ông Ulete hiện còn đang giữ kỷ lục thế giới Guinness về xây lều tuyết có mái dòm lớn nhất làm bằng băng. Du khách đến với thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia ngày 4 tháng 2 đã có dịp mãn nhãn với màn múa lân dưới nước tại thủy cung Aquaria. Đây là một phần nằm trong chuỗi sự kiện trình diễn dưới nước đặc sắc của công viên nhằm chào đón Tết Nguyên Đán. Màn múa lân do các thợ lặn chuyên nghiệp thực hiện. Điểm nhấn của phần biểu diễn nằm ở trang phục được thiết kế kỹ lưỡng, màu sắc bắt mắt. Ngoài thực hiện các màn bay lượn, điệu múa vui tươi, các thợ lặn còn tương tác với các loài sinh vật biển như rùa, cá. Đây là lần đầu tiên tôi được xem trình diễn múa lân ở dưới nước, một trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ. Màn biểu diễn đã thu hút một đám đông khổng lồ, những đứa trẻ thật sự rất thích nó. Chương trình biểu diễn hàng năm tại thủy cung Aquaria nằm dưới tầng hầm trung tâm hội nghị Aquaria Kuala Lumpur. Sự kiện luôn thu hút hàng trăm du khách mỗi dịp Tết Nguyên Đán và là nơi sum họp, vui chơi lý tưởng của nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Từ đầu tháng 2, công viên Phu Hoa ở thành phố Cổng Thanh Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc khoác lên mình diện màu mới chào đón Tết Nguyên Đán với hàng trăm chiếc đèn lồng lộng lẫy có thiết kế độc đáo. Không khí lễ hội tại công viên đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những chiếc đèn lồng được trang trí ở công viên có kích thước, màu sắc và hình dáng đa dạng. Bên cạnh đèn lồng, du khách cũng được chiêm ngưỡng các công trình chiếu sáng khổng lồ. Du khách có thể thuê trang phục truyền thống để chụp hình. Ở đây có hơn 20 bộ đèn lồng, tất cả đều là hàng thủ công từ thành phố Từ Cống, tỉnh Tứ Xuyên. Lễ hội đèn lồng ở công viên sẽ kéo dài đến hết tháng 3 này. Vào thứ Sáu vừa qua, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh cũng đã khai mạc những khu phố trưng đèn lồng, mang đậm tính truyền thống nhờ những thiết kế rồng phượng. Đèn lồng đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng và thành công. Tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ có một năm tràn ngập niềm vui như không khí của lễ hội này. Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm các màn trình diễn nghệ thuật dân gian và đốt pháo truyền thống đặc sắc. Đây đều là những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Trung Quốc. Một loạt các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng, nghệ thuật sắp đặt và trình chiếu đang làm bừng sáng buổi đêm tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Đây là các tác phẩm nghệ thuật nằm trong khuôn khổ lễ hội ánh sáng Copenhagen lần thứ 7, quy tụ nhiều tác giả đến từ Đan Mạch và khắp thế giới. Một số tác phẩm gây chú ý gồm Green Bean 4, In Between hay The Wave mang lại một không gian mới lạ cho thành phố. Tôi nghĩ nó mang lại cho tôi cơ hội ngắm nhìn nghệ thuật trong không gian công cộng, với khung cảnh Copenhagen được thay đổi theo ánh sáng. Đó là một cách hay để nhìn thành phố dưới một góc độ khác. Lễ hội ánh sáng Copenhagen là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng tôi được nhìn thấy tất cả những tòa nhà mang tính biểu tượng này dưới một góc nhìn hoàn toàn mới. Du khách muốn trải nghiệm các tác phẩm nghệ thuật có thể tham gia các chuyến đi bộ và đạp xe tập trung vào các chủ đề khác nhau của sự kiện. Lễ hội sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 25 tháng 2. Ở phần phim Việt đặc sắc trên kênh HTV7 lúc 19:30 tối nay, trong tập 19 Dưới bóng bình yên, mời quý vị theo dõi và phân định tốt xấu của lòng người trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Trong tập 19 phim Dưới bóng bình yên lên sóng tối nay, mẹ chồng của chị Ngọc tha thiết được đến đón con dâu và cháu về chăm sóc. Thế vậy, Mai Anh lập tức đồng ý và thông báo tin vui cho chị Ngọc. Thế nhưng phản ứng sợ hãi của chị khiến mọi người đều kinh ngạc. Ngay sau đó, mẹ chồng chị Ngọc kéo theo đám người dữ tợn đến bắt hai mẹ con chị trong đêm. Có lẽ nào lòng tốt của Mai Anh một lần nữa lại đặt sai chỗ. Trong khi đó, về phía Dương và Yến, chuyện tình thiếu gia Lọ Lem vừa chấm nở đã có nguy cơ lụi tàn vì sự phản đối gay gắt của cả ba lẫn mẹ Dương. Những diễn biến trên sẽ được hé lộ trong tập 19 phim Dưới bóng bình yên, phát sóng lúc 19:30 phút ngày 5 tháng 2 trên kênh HTV7. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi và xin chúc quý vị khởi đầu một tuần mới thuận lợi, thành công. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với 60 giây. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình chiều nay với những thông tin được cập nhật. Xin kính chào, tạm biệt.